Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay Lộc đang có mặt tại thành phố biển Nha Trang mọi người. Thì sáng hôm nay Lộc mời tất cả mọi người cùng đi dạo biển với Lộc nha. Sáng hôm nay Nha Trang trời cũng rất là mát luôn mọi người. Hiện tại là sóng biển hôm nay rất là lớn luôn. Đây là biển Nha Trang nè mọi người. Mọi người thấy sóng không? Sóng hiện tại là sóng biển đang rất là lớn luôn nè. Rồi, bây giờ là Lộc mời tất cả mọi người cùng đi dạo biển cùng với Lộc nha. Bây giờ trời cũng bắt đầu nắng rồi mọi người. Tại là biển Nha Trang hôm nay mọi người do sóng lớn nè, nên ít có du khách tắm biển lắm mọi người. Mọi người nhìn thấy biển Nha Trang đẹp không? Đây là khung cảnh ở phía trước những tòa nhà nè mọi người. Phía trước đường cái nè. Hiện tại Lộc đang đứng ở phía dưới biển mọi người. Đây là khung cảnh ở phía trên nè. Nha Trang nhìn rất là mát luôn mọi người. Cảnh rất là đẹp luôn. Thì bữa giờ Nha Trang sóng cũng rất là lớn luôn mọi người, nên khách du lịch ít có người tắm luôn mọi người. Mọi người thấy sóng biển không? Sóng rất là lớn luôn. Sóng lớn mà cũng có ông Tây, ông rồi ông tắm mọi người. Cổ nguy hiểm á. Sóng lớn mà đi ra tắm. Mọi người nhìn thấy thành phố biển Nha Trang đẹp không? Thì sáng hôm nay trời cũng nắng lên rồi mọi người. Thì lúc sáng Lộc đi sớm thì trời cũng lạnh lắm. Nói chung là Nha Trang mấy bữa nay trời cũng lạnh mọi người. Nói chung là thời tiết cũng thay đổi mọi người. Trời cũng rất là mát luôn. Thời tiết tháng này mọi người đi du lịch là rất là hợp lý luôn nè. Mà điều cái là sóng biển rất là lớn mọi người, nên mọi người không có thể tắm được. Wow, nước lên tới đây luôn nè mọi người. Nước rất là lớn luôn. Mọi người thấy sóng biển đánh vô nè. Có nhiều khách Tây đi dạo biển cái này mọi người. Để Lộc đi vòng vòng qua bên đây để Lộc quay cho mình cùng xem nha. Ồ, nước có đánh lên tới đây luôn nè mọi người. Mọi người sóng lớn nè. Wow, sóng lớn hay chưa. Trời ơi, sóng nó đánh vô tới chân Lộc luôn mọi người. Ồ, đánh vô tới gần tới bờ luôn. Tháng này mọi người do bị biển động nè mọi người, nên sóng biển rất là lớn luôn. Buổi tối mà mọi người ngồi những địa điểm đây thư giãn rất là lý tưởng luôn nè.
Hiện tại là Lộc đang đứng gần quảng trường đó mọi người. Hiện tại là quảng trường đang sửa, sơn sửa lại để cho mới này mọi người à. Nên Lộc không có đứng tại quảng trường Lộc quay được. Lại lâu rồi Lộc không có đi xuống Nha Trang mọi người. Thì sáng hôm nay Lộc đi xuống Nha Trang được quay ngắm biển, đi bộ ngắm biển để cho mọi người cùng xem á. Ồ mọi người thấy không? Sóng đánh lên tới đây luôn. Wow. Sóng mà đánh lên tới đây luôn này mọi người. Sóng rất là lớn luôn. Ồ mà gì mà cũng có nhiều người đi xuống tắm đi trời. Sóng lớn mà tắm. Ở chỗ đây này mọi người, buổi tối á, mọi người ngồi uống nước rất là ngắm biển rất là hợp lý luôn nè. Đây là những địa điểm buổi tối mọi người có thể ngồi uống nước ngắm biển rất là đẹp luôn. Bữa giờ biển Nha Trang mọi người do bị sóng lớn sao mọi người. Nên ít người tắm lắm. Tại vì sóng lớn lắm nên không có ai tắm được mọi người. Lộc mời tất cả mọi người cùng đi dạo đi qua bên khúc chỗ gần gần quảng trường nha. Ở chỗ đây, điểm chỗ đây là mọi người buổi tối rất là đẹp luôn. Mà tại mọi người biết sao không? Tại vì buổi tối mọi người. Nên tại vì nhiều khi Lộc đi trễ quá nên Lộc không có quay được á. Tại vì đi xuống sớm trễ quá thì người ta mở nhạc giọng nên Lộc không có quay được mọi người. Nhìn buổi tối ở chỗ đây là điểm chỗ đây là nhìn rất là đẹp luôn. Mọi người có thể đến cho điểm chỗ đây nè, ngay chỗ gần quảng trường mọi người. Thì mọi người có thể ngồi ngắm biển uống nước rất là đẹp luôn. Ở xe bên kia là Winburn này mọi người. Để Lộc quay cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại là trời đang mát quá mọi người nên chắc quay xe quá chắc là không có thấy. Bên hòn đảo bên đây nè mọi người, bên đó là Winburn đó mọi người. Khi mọi người đến Nha Trang thì mọi người nên ghé Winburn nha. Khu du lịch Winburn nhìn rất là đẹp luôn. Mọi người quay bên đó khu du lịch Winburn á, cảnh bên đó rất là đẹp luôn nha mọi người. Khi mọi người đến Nha Trang thì mọi người nên ghé khu du lịch Winburn nha. Mọi người thấy, sáng hôm nay mọi người nhìn thấy cảnh ở biển đẹp không? Biển Nha Trang rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và lung linh luôn mọi người. Lộc ở Nha Trang nhưng mà chưa có lần nào đi qua Winburn mọi người. Nên có dịp nào đó thì Lộc sẽ ghé qua Winburn để Lộc quay cho mọi người cùng xem nha. Là có mấy ông chú đang cào cát mọi người. Tại giờ thì sóng đánh lên này nè. Sóng đánh lên tới bờ luôn mọi người. Nên cát dồn lên phía trên rất là nhiều luôn. Xe kia là quảng trường nè mọi người. Hiện tại là quảng trường đang làm rồi. Đang rào chắn để làm sơn lại cái quảng trường mọi người. Nên Lộc không có đứng tại quảng trường để Lộc quay được. Wow, sóng biển đánh lên tới đây luôn mọi người. Wow, mọi người nhìn thấy sóng lớn không? Wow. Nói chung là người ta đi dạo biển không mọi người. Khách du lịch rồi chứ khách địa phương người ta đi dạo biển không chứ người ta không có tắm. Tại vì hiện tại là sóng rất là lớn nên tắm rất là nguy hiểm mọi người. Nên không ai tắm, ít người tắm lắm.
xe kia khách du lịch kia người ta cũng đi dạo biển nè mọi người. Đây là quay những tòa nhà tại thành phố Nha Trang để mọi người cùng xem nha. Nhìn cảnh Nha Trang, thành phố biển Nha Trang rất là đẹp luôn. Ở xe kia hòn đảo nhỏ kia mọi người, đó là chùa Từ Tôn á, lúc trước là có quay cho mọi người cùng xem á. Đó là chùa Từ Tôn nè. Nói chung là từ khi đi quay chùa mọi người nên những cái chùa ở đâu thì Lộc không biết hết đó. Nói chung là thuộc thành phố Nha Trang cái nào là cũng biết hết mọi người. Nói chung là từ khi quay chùa Lộc làm YouTube á mọi người nên chùa nào là cũng biết hết đó. Wow, tới chân Lộc luôn mọi người. Mọi người thấy sóng biển rất là lớn nè, đánh lên tới đây luôn nè. Buổi tối mà bữa ngồi đây mà uống nước ngắm biển rất là lý tưởng luôn. Tại bữa giờ Lộc không có thời gian đi xuống Nha Trang mọi người. Tại là bữa nào mà Lộc có dịp đi xuống Nha Trang á, để cái gì Lộc quay bãi biển Nha Trang để buổi tối cho mọi người cùng xem nha. Nhìn rất là đẹp và lung linh luôn. Đây là những chỗ điểm để mọi người ngồi thư giãn nè. Buổi tối mọi người, ngay địa điểm này là mọi người nhìn rất là đẹp luôn. Người ta bán những là đồ nước uống mọi người, ngồi ngắm biển rất là đẹp luôn. Lại lâu rồi á là không có đi xuống biển mọi người, chắc nay cũng 2-3 tháng rồi mọi người là không có đi xuống biển. Hôm nay Lộc mời tất cả mọi người cùng đi dạo biển với Lộc nha. Lâu rồi Lộc không có đi xuống biển mọi người. Tại vì bữa giờ sóng rất là lớn luôn. Từ nhà Lộc mà chạy xuống Nha Trang mọi người là khoảng nửa tiếng á. Tại vì nhà Lộc là nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang cũng đi khoảng nửa tiếng rồi mọi người. Thì sáng hôm nay mà mọi người biết sao, sáng hôm nay là Lộc tính là Lộc đi quay chùa mọi người. Mà ai ngờ thì Lộc đi đến cái chùa đó mà người ta không có cho quay mọi người. Mà người ta mà còn chửi là một trận luôn. Thôi, người ta không có cho quay thì thôi. Nói chung là có nhiều chùa, tới chùa thì có thầy cũng rất là dễ mọi người. Người ta cũng dễ, cũng chung là cho quay. Có nhiều chùa người ta tới người ta không có cho quay mọi người à. Nên nhiều khi Lộc quay một cái video cũng rất là khổ luôn mọi người. Đó, đây là những điều mà Lộc muốn tâm sự với mọi người á. Nên là mỗi lần mình quay một cái video cũng rất là khổ. Nên mọi người xem mà video của Lộc có hay thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ để Lộc có động lực làm những video sau mọi người. Với lại bữa giờ Lộc không có đi quay biển mọi người. Thì sáng hôm nay Lộc đi xuống biển ngắm sẵn Lộc quay cho mình cùng xem luôn. Wow, nước lên. Nước nó đánh lên tới đây luôn nè mọi người. Mọi người thấy. Wow, sóng biển lớn rồi chưa. Mọi người thấy nhìn sóng biển không? Bên phía bên xe kia là khách sạn Mường Thanh nè mọi người. Đó, chỗ đó là khách sạn Mường Thanh á, ngay chỗ đó là cầu Trần Phú nè. Ở đây hiện tại Lộc đang đứng tại quảng trường nè mọi người.
Hiện tại là quảng trường đang sửa lại nên là không có tới. Quay xe mọi người thấy không? Đây là quảng trường nè. Quảng trường nè. Tại là sáng hôm nay khách du lịch thì chỉ ít người tắm lắm mọi người. Chỉ có đi dạo biển thôi à. Chứ ít người tắm lắm. Tại vì sóng hôm nay sóng biển rất là lớn luôn nên ít người tắm lắm mọi người. Rồi, đó là quay tổng quan bãi biển thành phố Nha Trang để mọi người cùng xem một lần nữa nha. Sau đó thì Lập sẽ đi về. Buổi tối thì Nha Trang nhìn rất là lung linh và lộng lẫy luôn mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Đây là cảnh thành phố Nha Trang. Người ta khách du lịch cũng đến, cũng đứng chạy bãi biển chụp hình cũng rất là đông mọi người. Tại vì sóng biển lớn quá nên người ta không có tắm. Ít người tắm lắm. Đó nên mọi người mà có đi du lịch Nha Trang thì mọi người nên ghé khu lịch Vinpearl nha. Quay khu lịch Vinpearl cảnh rất là đẹp luôn này mọi người. Tại vì Lộc không có dịp, thì Lộc đi qua đó, Lộc quay cho mọi người cùng xem. Buổi sáng mà mọi người ngồi đây uống nước nè, ngắm biển cũng rất là nhiều luôn nè. Nhìn cũng rất là đẹp luôn á. Mọi người ngồi trong cái quán, những cái quán nè, mọi người gần biển á, mọi người có thể ngồi uống nước, mọi người ngắm biển. Rất là lý tưởng luôn mọi người. Rồi, Lộc cũng xin kết thúc video để Lộc đi về nha mọi người. Mọi người xem video thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ Lộc để Lộc có động lực làm những video tiếp theo mọi người. Lộc xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người những video sau. Xin chào tất cả mọi người nha.